Giấc mơ được khoác áo Real Madrid và ghi bàn của Eden Hazard đã trở thành hiện thực. Song chặng đường đến với khung cảnh ấy không đơn giản với số 7 mới của Bernabeu. Trong bài viết trên The Athletic, ký giả Christopher Rieu đã lột tả Eden Hazard là một người hâm mộ luôn tôn thờ Real Madrid và Zinedine Zidane. Không dừng lại ở đó, con đường đưa tiền vệ người Bỉ đến với câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha đã được ghi lại một cách chi tiết. Tấm ảnh của tương lai trên cánh cửa tủ lạnh. Khi nhà tổ chức sự kiện thể thao, vợ Derek Sutherland bước đến trước tủ lạnh vào buổi sáng, ông sẽ thấy Hazard trong bộ áo đấu Real Madrid màu đen, nhìn thẳng vào mình. Điều đó cũng giống như mọi ngày trong suốt hơn 10 năm qua. Mùa hè 2008, Sutherland đến thăm cậu bé đồng hương Bigger Longerville, người đã thi đấu với Eden Hazard ở các đội trẻ của câu lạc bộ Lille tại phía bắc nước Pháp trong trại hè bóng đá. Trong chuyến thăm tại Centre de Formation, Sutherland đã chạm mặt Hazard, tài năng trẻ người Bỉ của Lille đang đi dọc hành lang trong bộ áo đấu Real Madrid. Thời điểm ấy, họ đã chụp ảnh cùng nhau. Đó là tấm ảnh của tương lai, được dán trên tủ lạnh của Sutherland đến nay là 11 năm, và sẽ sớm được đặt cạnh tấm ảnh Hazard thi đấu trận chính thức đầu tiên trong màu áo Real Madrid. Đó là khoảnh khắc mà cả hai người đã luôn chờ đợi. Sutherland được đính thêm chút gì đó đặc biệt cho tấm ảnh đã cũ của mình, và Hazard hiện thực hóa được giấc mơ thời thơ ấu. Có những câu chuyện được viết trên những vì sao, và có những câu chuyện được viết nên trên cánh cửa tủ lạnh. Khi Hazard vừa ký hợp đồng với Real Madrid, truyền thông xứ Catalan đã đào lại một tấm hình cũ của anh lúc 7 tuổi đang tân bóng với áo đấu của Barcelona. Họ thêu dệt câu chuyện rằng anh đã luôn là cổ động viên Barca, điều không đúng với sự thật. Đám trẻ thường nói về MU hay Barca ở thời đó, nhưng cậu ấy đã luôn tôn thờ Real Madrid. Pascal Demonte, giám đốc điều hành tại Sở Tết Trainoi, câu lạc bộ đầu tiên của Hazard, tiết lộ. Đó thực sự là câu lạc bộ yêu thích của cậu ấy. Cậu ấy luôn tự so sánh mình với Zidane, bắt chước những pha bóng thương hiệu của ông ấy, không ngừng nhắc đến Zidane. Ông ấy là hình mẫu của Eden Hazard thường chơi bóng với bộ áo được in tên Zinedine Zidane và số 5 đằng sau. Anh cũng từng hâm mộ cả Robinho. Anh đã luôn chọn Real khi chơi FIFA. Thậm chí sau khi có trận đầu tiên ở Liga 1 trong màu áo Lille, anh vẫn luôn đi khắp nơi với áo đấu của Real Madrid. Bằng chứng của tình yêu lâu năm này được đính trên một chiếc tủ lạnh ở Mangegem, một ngôi làng nằm giữa Gen và Bruges, và trong những phát biểu lạ lơi đã khiến cổ động viên Chelsea đau tim suốt 7 năm, những câu hát của một cậu bé đang thực hiện giấc mơ của mình. Giờ đây, anh đang thi đấu cho Real Madrid, câu lạc bộ mà anh hằng mong ước từ rất lâu trước khi đến Chelsea vào năm 2012. Real Madrid phải chờ 2 năm để có Eden Hazard. Trong nội bộ Real Madrid đã có những lo ngại về sự kiên định, về vóc dáng cơ thể và về sức hút thương mại của anh so với những Kylian Mbappe, Ronaldo hay Neymar, đặc biệt từ chủ tịch Florentino Perez. Nhưng Hazard chưa bao giờ hoàn toàn nằm ngoài danh sách, kể từ khi Zidane liên hệ với anh ở Euro 2016 diễn ra tại Pháp. Huấn luyện viên Zidane luôn yêu thích Hazard. Từ khi đảm nhiệm vai trò cố vấn đến lúc trở thành huấn luyện viên trưởng của Real Madrid, ông đã nói với câu lạc bộ rằng sẽ chiêu mộ Hazard mà không cần suy nghĩ gì cả. Đây là câu chuyện có vài điểm tương đồng với cách mà Real Madrid theo đuổi Ronaldo hơn 10 năm trước. Họ đã mất hơn 2 năm để có thể chiêu mộ anh. Trong trường hợp của Hazard thì không có thỏa thuận sơ bộ bí mật nào cả, cũng như không có khoản phí đền bù nào nếu thương vụ thất bại. Thương vụ này đã không diễn ra vào mùa hè 2017, thời điểm sau khi Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 2 liên tiếp nhờ phong độ hủy diệt của Ronaldo, còn Hazard gặp chấn thương mắt cá trong khi tập luyện cùng tuyển Bỉ. Anh phải nghỉ thi đấu 3 tháng và chờ thêm 1 năm để có thể thực hiện giấc mơ thời thơ ấu. Khi giám đốc Marina Granovska đàm phán với Hazard vào mùa thu 2017, câu trả lời từ cố vấn và người cha Thierry của anh rất rõ ràng. Điều đó thậm chí còn được đăng trên tờ Le Soir của Bỉ. Điều tôi có thể khẳng định là Eden đã từ chối một bản hợp đồng mới. Nếu cơ hội đến, nó muốn gia nhập Real Madrid bởi Hazard thấy mình sẽ thi đấu ở Tây Ban Nha trong tương lai. Chelsea không bị sốc bởi thông điệp của ông Thierry. Đó chỉ là một lời khẳng định công khai mà họ đã lờ mờ cảm thấy trong suốt một thời gian. Hazard đã xác định tầm ngắm là Real Madrid. Khi đội chủ sân Bernabeu gửi lời đề nghị, sẽ rất khó để ngăn cản anh ra đi. Anh cũng không hề che giấu ý định của mình trong rất nhiều cuộc phỏng vấn. Anh đã rất chân thành về điều đó, luôn hóm hỉnh,
nhưng vẫn đủ thông minh để không đóng sập cánh cửa với Chelsea, luôn khẳng định hạnh phúc thế nào ở London, và đó không phải một lời nói dối. Anh vẫn luôn yêu mến London, Chelsea và khu huấn luyện Cobham. Haya lớn lên ở bờ Renler Comte, một ngôi làng nhỏ cách bờ Bruxelles khoảng 30 km về phía tây nam, và đã luôn ưa thích sự tương tác xã hội với một cộng đồng nhỏ. Sâu trong lòng mình, Haya chưa bao giờ lớn vượt bờ Renler Comte. Anh là một cầu thủ bóng đá mà cuộc sống riêng tư luôn là riêng tư. Anh không muốn thể hiện trên mạng xã hội. Anh muốn những điều bình thường. Đó là thứ anh thấy ở Cobham, nơi anh có thể tận hưởng việc dạo bước khắp vùng quê với vợ và các con. Tôi chỉ muốn được bình thường, anh đã luôn khẳng định như vậy. Tôi chỉ rất may mắn là có thể kiếm được rất nhiều tiền từ bóng đá, nhưng tôi không muốn khoe ra với thế giới rằng mình giàu có. Và tôi không chi tiền chỉ để có cảm giác chi tiền. Đó là sự thiếu tôn trọng với những người kiếm được ít hơn. Giấc mơ đã trở thành sự thật. 14 ngày cuối cùng của thương vụ này dai dẳng, đầy căng thẳng và kịch tính. Haya biết rằng hai câu lạc bộ sẽ đạt được thỏa thuận vào một khoảng thời gian nào đó, nhưng Chelsea luôn rất khó đoán. Khi Haya đang chuẩn bị cho trận chung kết Europa League, vợ con anh đã tận dụng kỳ nghỉ để khám phá thủ đô Tây Ban Nha. Họ thậm chí còn bị bắt gặp khi đang tham quan sân Bernabeu. Tuy vậy, thông tin này không được đăng tải trên báo chí bởi họ không muốn phức tạp hóa một vấn đề vốn đã rất phức tạp. Dưới áp lực căng thẳng, Haya đã đóng vai biên kịch trong chính bộ phim từ biệt của mình. Ở Baku, anh tỏa sáng để giúp Chelsea giành chiến thắng 4-1 trước Arsenal và lên ngôi vô địch Europa League. Josep Enger Sanchez bay tới London vào ngày 3 tháng 6 và hy vọng có thể hoàn tất thương vụ này. Marina Granovskaya thông báo với phái đoàn của Real Madrid rằng Chelsea muốn nhận số tiền tối thiểu 130 triệu euro. Đến tận ngày cuối cùng vẫn là 50-50. Những nguồn tin có tham gia vào đàm phán cho biết, Chelsea chỉ muốn có được khoản tiền mà họ hình dung trong đầu. Cuối cùng, Real Madrid chấp nhận trả. Hai câu lạc bộ đồng ý trên nguyên tắc vào ngày 5 tháng 6. Một ngày sau, khi Haya đang ở cùng tuyển Bỉ thì cố vấn của anh đến trại tập trung tại Tobi để thông báo tin mừng. Ngày ra mắt Haya là một ngày đầy cảm xúc. Người vợ đang mang bầu Natasha và các con của Haya ở nhà tại London. Cha mẹ và ba người anh em trai đã cùng Haya có mặt ở sân Bernabeu, cùng 50.000 cổ động viên Real. Ở một vài khoảnh khắc, mẹ của Haya đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó là màn ra mắt mà Haya luôn mong chờ kể từ khi còn là một cậu bé. Trên báo chí Mỹ, Haya được miêu tả như một vị vua băng giá hay quý ngài lạnh lùng, nhưng sự thực không phải vậy. Xin chào, tôi không phải một Galactico, tôi là Haya. Chỉ là một cầu thủ bóng đá rất tốt thôi, anh nói. Cuộc sống yên ả ở Cobham giờ đã hết. Real giống như một bể cá hơn là một ngôi làng, nơi mà mọi người biết mọi thứ. Truyền thông Tây Ban Nha sẽ viết về việc anh đi ăn tối ở đâu, mua nhà mới ở đâu. Đó là cuộc sống mà anh sẽ liên tục sống dưới ống kính máy quay, điều mà anh sẽ phải làm quen. Truyền thông Catalonia sẽ đào bới những câu chuyện ở Real, và ngược lại. Ví dụ như chuyện Haya từ 7kg. Đây là một sự phóng đại hơi quá. Lượng mỡ của anh cao hơn mức tối đa một chút. Đơn giản thì, đó là cái bụng mỡ mà Haya luôn mang theo khi chơi bóng. Anh không thích phòng gym hay các bài tập thể chất nặng. Ở anh, điều đó chưa bao giờ là vấn đề, người em trai Kylian của Haya cho biết. Chúng tôi không hiểu tại sao đó lại là vấn đề. Eden đang ở câu lạc bộ mà anh ấy đã luôn mơ về từ khi còn bé. Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể tận hưởng điều đó. Haya đã hồi phục chấn thương, có màn ra mắt Real, gặp trục trặc và cuối cùng cũng ghi bàn thành công trong chiến thắng 4-2 trước Granada tại vòng 8 La Liga 2019-20. Khi Haya chơi bóng, anh vẫn là cậu bé được chụp hình năm 2008, mặc trên mình chiếc áo đấu Real màu đen. Nhưng giờ thì đó không phải là áo của cổ động viên nữa. Đó là một giấc mơ suốt 11 năm. Sau tất cả, Eden Haya đã chơi bóng và ghi bàn cho Real. Giấc mơ của anh đã trở thành sự thật.